Thưa quý vị, sau khi tạp chí Vanity Fair giới thiệu về quyến rũ của Emma Watson trong một tấm ảnh bán khỏa thân, diễn viên tài năng này ngay lập tức nhận búa rìu dư luận với lý do cô đã làm xấu đi giá trị nữ quyền mà cô luôn ủng hộ. Và đây là câu trả lời đanh thép của cô. Những chỉ trích đó giúp tôi nhận thức những quan niệm sai lầm về định nghĩa của nữ quyền. Nữ quyền là quyền lựa chọn của phụ nữ. Nữ quyền không phải là một cây gậy được sử dụng để đánh bại những phụ nữ khác, mà là về quyền tự do, quyền giải phóng và quyền bình đẳng. Tôi không thể hiểu nổi bộ ngực của mình có liên quan gì đến nữ quyền. Bức ảnh gây tranh cãi do nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng Tim Walker chụp, trong đó Emma Watson mặc một chiếc áo khoác móc bằng len ngắn, không có áo sơ mi bên dưới và hở ngực. Cô nói thêm, bức ảnh thực sự khiến tôi sửng sốt một chút vì những điều điên rồ chúng tôi đã làm được khi chụp. Tôi cảm thấy nó mang tính nghệ thuật cao và tôi đã làm việc rất sáng tạo khi chụp ảnh cùng team. Và tôi rất vui mừng khi thấy bức ảnh đẹp và thú vị. Nhưng rồi người ta bắt đầu xôn xao và tôi cũng ngạc nhiên, không hiểu sao tấm ảnh này lại có thể gây tranh cãi. Emma Watson hiện là đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc và là người tiên phong của chiến dịch He For She để kêu gọi đàn ông ủng hộ cho chủ nghĩa nữ quyền. Cô cũng đang quảng bá cho bộ phim mới nhất Người Đẹp và Quái Thú. Bộ phim sẽ được phát hành trên toàn thế giới vào ngày 16 tháng 3 tới. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn.